Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me. Chào các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn. Đây là khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò, 12 làn xe chạy các bạn này. Khu vực này là khu vực Nghi Xuân, giáp Nghi Hòa rồi các bạn. Máy móc người ta vẫn làm buổi tối luôn các bạn ạ. Theo thông tin báo chí, báo Nghệ An, rồi các tờ báo khác người ta viết ấy, thì khoảng tháng 7 năm 2024, nếu như nguồn vốn về đúng kế hoạch ấy, thì tháng 7 năm 2024 là con đường này là sẽ hoàn thiện 100%. Hoàn thiện giai đoạn 2 100% các bạn ạ. Nhìn chung thì dôi dư đâu đó khoảng hết 2024 ấy, thì xong hoàn toàn. Thì theo mình ấy, thì là cái cơ hội mà mua bất động sản khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò ấy, thì chỉ từ thời điểm bây giờ cho đến đâu đó cuối năm nay thôi các bạn ạ. Cái xe tải đối máy múc người ta vẫn đang làm việc đấy, cả núi vật liệu. Thời điểm mua bất động sản là từ bây giờ cho đến cuối năm nay. Thì sau đó chắc chắn với các bạn ấy là người ta sẽ không bán hạ giá, không bán chiết khấu cao nữa đâu các bạn ạ. Bởi vì thà là người ta để cho đường xong ấy, thì sau đó là các dự án sẽ về. Và thông tin góp nhặt được ấy, thì cái khu đô thị thể thao tại khu vực xã Nghi Phong, xã Nghi Xuân, xã Nghi Thạch là cũng đã lên phương án quy hoạch 1/500 rồi các bạn. Máy móc khu vực này là khu vực cầu Nghi Hòa rồi các bạn ấy. Ở đây người ta đang làm cầu Nghi Hòa, làm cả buổi tối. Đoạn này là giao lộ giữa đại lộ Vinh Cửa Lò và đường ven biển quốc gia. Thực ra ấy, nếu như mình là một nhà đầu tư bất động sản nhé, mình nói với các bạn ấy, các nhà đầu tư bất động sản ở Nghệ An ấy, mua ở đâu thì mình không biết, nhưng nên để một lô đất ở khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò này và đừng có bán, để đến khi nào đường nó xong. Hoặc nếu có tài chính dài hạn thì có thể để lâu dài luôn. Hiện tại thì mình có các lô đất lối 2 đại lộ Vinh Cửa Lò, rồi các lô đất tái định cư. Đất tái định cư thì đa số là diện tích là 15x20, rộng 15m, dài 20m. Đây là đường ven biển quốc gia buổi tối các bạn này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nhớ cho mình like, comment và chia sẻ. Và nếu có nhu cầu đầu tư bất động sản thì gọi mình. Số điện thoại 0968 420275 nhé các bạn. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare.